tốt đẹp rồi. A Di Đà Phật. Mọi người mà muốn đi bộ hành ấy thì đi xa xa ở sau, đi đừng có ảnh hưởng giao thông, đừng có gì, đừng có chen lấn, nó phức tạp. Nên là cái tốt đẹp nhất đó là con đi tới đây đang tập học, chưa có gì á, gặp cỡ thì đã gặp rồi. Đấy rồi thôi, mọi người nên về công việc của mình đấy. À, tốt đẹp, lỡ người những người già rồi người ấy chen lấn nhau rồi lại gây ra tai nan. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc nào cũng nghĩ tới bà con không ạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc quý bà con cô bác trên toàn thế giới một ngày mới an vui hạnh phúc. Trong thời gian qua trên mạng xã hội nổi sóng về hiện tượng người đi tu, đi bộ hành đó quý vị khán giả, pháp danh lên là Minh Tuệ. Thì quý vị khán giả thấy trong thời gian qua cộng đồng mạng xôn xao về việc thầy sư Minh Tuệ đi khất thực cái quãng đường dài từ Nam ra Bắc. Và trong một cái quá trình đi như vậy thì thầy đi cũng khá lâu, và hiện tại thì rất là nhiều người cộng đồng mạng quan tâm tới vấn đề này. Và thầy đi tới đâu thì bà con cô bác đều có những cái sự quan tâm và tập trung, là đôi khi làm mất trật tự. Và ngày hôm nay thì quý bà con đã thấy là trong cái video khi mà bà con cô bác tập trung về phía thầy Minh Tuệ, và nơi đây thì cũng chắc có lẽ là chúng ta thấy hình ảnh cũng như là qua cái lời chia sẻ của thầy Minh Tuệ thì chúng ta thấy rằng là đó là cái sự hiếu kỳ của quý bà con. Nhiều người muốn đi theo thầy, tại vì thầy không phải là đây là cái lần đầu tiên mà thầy đi, mà trước đây thầy cũng đã từng đi rồi. Thì trong video này chúng ta cùng tìm hiểu về thầy Minh Tuệ như thế nào. Kính thưa quý vị khán giả, trước đây là thầy Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, bộ hành xuyên Việt với xưng danh là pháp danh Minh Tuệ. Và những nội dung tương tự suy luận tương quan được cho là trong thời gian qua cái sự mà đình đám cộng đồng mạng cũng như về YouTuber, họ đưa những cái thông tin làm cho cộng đồng mạng xôn xao và quan tâm. Và bên cạnh đó thì cũng có nhiều cái sự trao đổi của các bậc chân tu khác. Và trong thời gian qua thầy nổi đình nổi đám cũng là do là các anh chị em làm YouTuber hoặc là TikToker báo chí cho rằng là lợi dụng hình ảnh để câu view, đưa nhiều cái bình luận xúc phạm tới là đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đang là một cái vấn nạn câu view lợi dụng hình ảnh của Phật giáo cần chính chỉnh hiện nay. Do đó Giáo hội Phật giáo có thông báo để tránh biến hiện tượng này, biến tướng đồng hóa với Phật giáo như một vài trường hợp đáng tiếc trước đây, thì về năm chú tiểu và các nhà sư ở Long An tham gia trò chơi giải trí thách thức danh hài ca hát vân vân, nổi sóng dư luận trong cái thời gian dài. Còn hiện tại thì cái việc mà thầy Minh Tuệ đi bộ hành đó thì được sự quan tâm rất là nhiều cộng đồng mạng. Về việc thầy Thích Minh Tuệ nguyện một đời bộ hành tắm nơi sông suối, chẳng khái niệm khó khăn. Nói chung là thầy quyết tâm đi bộ hành như vậy đó quý vị khán giả. Thực sự là tìm hiểu về thầy, tên thật ngoài đời của thầy tên là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi có thời gian, ông cũng có thời gian tu tập trong chùa, nhưng giờ là thầy cũng tự tu và tự thực hiện hành trình đi bộ gây sốt trên cộng đồng mạng trong cái thời gian qua. Ngày 18 tháng 5 thì ông Thích Minh Tuệ chia sẻ với báo Dân Chí, đó là thầy tên là Thích Minh Tuệ, mục đích đi bộ hành. Thầy cho rằng là mình, Minh có nghĩa là sáng, Tuệ có nghĩa là trí, và ý nghĩa cái tên con đường soi sáng. Sau này khi cảm thấy không còn duyên ở chùa, con ra ngoài và giữ vững cái pháp danh này. Và hiện nay nếu nói con tu tại gia thì cũng không đúng. Đó là thầy Minh Tuệ chia sẻ nha quý vị khán giả. Vì không tu tại nhà, con cũng không tu tại chùa. Con làm theo Đức Phật Thích Ca dạy, đó là học tập ba y và một bát của Ngài. Đó là thầy Minh Tuệ chia sẻ với báo chí. Và trong thời gian qua khi mà thầy đi thì rất là nhiều bà con xung quanh dùng điện thoại cũng như là quay lại làm những cái video
thì làm cho cộng đồng mạng xôn xao trong thời gian qua. Và khi mà thầy đi đến cái bãi đất trống đó thì rất là nhiều người xung quanh đi theo và họ quay hình ảnh. Thầy Minh Thệ cho hay là Đức Phật trên con đường tu tập đường sống thường sống ở gốc cây hay là ở rừng núi, hang đá, bãi tha ma vân vân, học tập 13 pháp hạnh đầu đà. Pháp hạnh đầu đà là một trong những pháp tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, từ bỏ phiền não, cấu trần, tổng trì tất cả các pháp tạng, những gì Đức Phật Thích Ca dạy ông đều học cả. Thầy chia sẻ như sau là con đi bộ không phải muốn truyền tải gì cả, đạo Phật của Thích Ca đã thuyết rồi, giáo lý và chánh pháp, sách vân vân cũng đã có rồi. Mọi người cần học ở đó nên con không cần truyền bá gì nữa. Hiện nay con cần thực hiện theo lời thực hành của lời Phật dạy để hoàn thiện bản thân, để đem lại lợi ích của mình cho mọi người. Nếu mình có thì mọi người cũng sẽ hạnh phúc. Con tập theo Đức Phật chưa là hạt cát nên đang cố gắng trên đường hoàn thiện. Hiện con không thuộc giáo hội hay chùa, cho nên là không có thuyết pháp giảng đạo. Đó là thầy Minh Tuệ chia sẻ. Thầy cũng phát nguyện đi bộ hành suốt đời, nếu mưa thì dừng chân, nắng thì tiếp tục bộ hành. Trong quá trình bộ hành, thầy Minh Tuệ chỉ ăn cơm chay một bữa, và sáng sớm thì bố thí của người mà hữu duyên có tâm từ bi, buổi trưa trở đi ông sẽ không nhận thức ăn nước uống của ai cả. Thì thầy cũng chia sẻ khi mà tắm rửa dưới sông suối hoặc là xin nhờ cái y xăng ở trên đường đi bộ hành đó, y phục là những tấm vải nhặt được ở nghĩa địa trên đường đi, những tấm vải của người dân cố tình vứt cho con thì con không lấy, con chỉ lượm vải ở ngoài đường rồi may áo mặc. Đó là thầy chia sẻ. Và thầy cũng nói thêm, đối với con tất cả là khó khăn và không khó khăn. Nếu cho đó là khó khăn thì nó là khó khăn, còn mình vượt qua được thì không còn khó khăn nữa. Không phải cái này khó hơn cái kia, có người cho đó là khó khăn, người khác lại nói là không, tùy theo ý nghĩ của mọi người. Mình thấy an lạc, hạnh phúc thì không là còn khó khăn nữa. Chia sẻ về gia đình thì thầy cũng cho biết là từ tháng 10 năm 2017, thầy đã về làm giấy chứng minh thư liên quan đến một số công việc cá nhân. Từ đó đến nay thì thầy không còn về nữa. Và thầy chia sẻ như sau, con sẽ cố gắng tu hành, làm điều thiện để đền ơn, sinh thành dưỡng dục với họ. Con hiện không có tài sản, vật chất, chỉ ước nguyện là cho họ có niềm tin rằng mình không làm khổ họ. Thầy Minh Tuệ cũng nói thêm, con biết mọi người bộ hành cùng theo con, nhưng nhiều người chen lấn xô đẩy, ai cũng muốn quay phim, chụp hình, đó là tự mình làm tắc giao thông của mình. Nếu mọi người đi theo bộ hành, rèn sức khỏe, thì nên đi thẳng, nề nếp, yên lặng và trật tự, không quay phim cũng không ảnh hưởng đến ai. Những người đi cùng không phải là đệ tử của con, họ cũng giống như mọi người, tự tu tập. Con nói với họ rằng muốn đi thì đi, muốn về thì về, tự học tập. Nếu mà họ hỏi con về vấn đề gì thì con sẽ chia sẻ với họ. Nếu họ đi để tu tập, tu hành theo lời Phật dạy thì hãy đi. Còn nếu đi để vì tiền, để làm việc gì khác thì họ tự chịu, con không liên quan đến họ và họ không liên quan đến con. Đó là thầy chia sẻ với báo chí như vậy. Kính thưa quý vị khán giả, thì trong thời gian qua quý vị khán giả cũng thấy là thầy đi bộ hành và một số người lại đi theo. Cho nên là nhiều bà con tập tụ như vậy, và nhiều khán giả cũng bình luận rằng là thầy tu khổ hạnh rồi, mọi người đừng làm phiền thầy nữa. Mình mong muốn được gặp thầy một lần, tuy nhiên là cũng không gặp được. Có nhiều bà con thì cũng rất là ngưỡng mộ thầy ha. Thì trước đây được biết là thầy cũng đã từng làm việc, sau đó là không còn làm việc nữa, cho nên là xin phép gia đình để là đi tu. Và cũng chia sẻ với gia đình là ba mẹ nói là nếu mà không làm nữa thì đi về quê, rồi ba mẹ sẽ là hướng cho thầy là lúc thời điểm đó là ở nhà cưới vợ sinh con.
đó, nhưng mà chắc có lẽ là thầy không có duyên cho nên là không có quay về gia đình và cưới vợ sinh con, cho mà thầy tiếp tục theo con đường tu tập đó là theo tự nguyện của thầy. Khi rời bỏ gia đình, rời bỏ công việc và thầy sẽ tiếp tục bộ hành như vậy. Thì trong suốt cái thời gian qua thầy đi thì chưa có ai phát hiện, và đến khi mà những anh em YouTuber phát hiện thì chia sẻ lên cộng đồng mạng và nhiều người đi đến đâu thì người ta cũng nhận ra thầy và họ tiếp tục cho cái việc mà đi theo thầy đám đông như vậy. Thì cái điều này thực sự là cũng gây ảnh hưởng tới rất là nhiều, mất trật tự an ninh như thầy đã nói rồi. Muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng, mà có đi thì đi xa xa thầy, chứ đừng có đi gần như vậy rồi tập tụ rồi xong rồi làm ảnh hưởng giao thông, tắt đường xá, và nhiều bà con cũng hiếu kỳ tới đây thì làm cho cái sự xáo trộn trên con đường tu tập của thầy. Và phải nói là trong lúc mà thầy đi á thì cảnh sát giao thông phải là phân luồng hướng dẫn người dân đi theo sư Thích Minh Tuệ để đảm bảo an toàn giao thông. Mà thật sự ra thầy đi thì thầy đi cái đường rất là dài chứ không phải là ngắn, nhưng mà các bà con đi theo thì một chỉ cùng một đoạn đường thôi chứ đi theo để làm cái gì đó. Nếu mà thầy đi thì ví dụ như từ điểm A đến điểm B cái thời gian ngắn 1-2 cây số thì là đi, còn cái này là thầy là đi một cái cuộc hành trình dài chứ đâu phải là ít đâu, mà đi mà như thế này thì làm ảnh hưởng rất là nhiều luôn á quý vị khán giả. Và nói về cái thời mà trước đây của thầy Minh Tuệ thì trước đây là từng đi bộ đội, và hình ảnh thì quý vị khán giả thấy là thời trai trẻ thì cũng rất là phong lưu, nhưng mà tại vì chắc là có duyên cho nên là không còn đi làm việc nữa, cho nên thầy theo con đường tu tập. Anh trai của thầy Minh Tuệ á, một người anh trai thì cũng làm giám đốc trong nhà nước ha, rồi cũng trước đây cũng đi bộ đội, và trước đó thì cha của mình cũng đi bộ đội. Và rồi thầy Minh Tuệ là không còn có duyên ở lại với gia đình, cho nên họ thầy tiếp tục đi theo con đường tu tập riêng của mình. Và trước đây thì thầy cũng có đọc về sách Phật giáo, cho nên là thầy cảm thấy là giác ngộ được cái điều, những cái điều gì trong sách, cho nên là cuối cùng là thầy tự đi bộ hành và đi tu, và không tu ở chùa cũng như là không tu tại gia, mà thầy tự tu theo cái cách của thầy. Và hiện tại thì thầy Thích Minh Tuệ đang được cộng đồng mạng xôn xao rất là nhiều, và phải nói là đây là một cái hiện tượng mà mọi người lại đi theo rồng rắn như vậy, thì cái điều đó là mất an ninh trật tự, và cơ quan chức năng cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Thế thì chúng ta thấy là thông qua hình ảnh của thầy, cho nên chúng ta thấy là cái điều mà chúng ta chắc có lẽ là những người dân mà đi theo thì cũng nên là dừng lại, tại vì mình đi theo thầy thì cũng một cái đoạn đường thôi, chứ cũng không thể nào mà đi theo thầy một cái cả hành trình dài được như vậy từ Bắc tới Nam. Cái thời gian rất là nhiều, bỏ rất là thời gian rất là dài, và cái đoạn đường cũng phải nói là thăm thẳm chiều trôi. Cho nên dù chúng ta có đi hiếu kỳ tập trung lại với thầy thì làm gây mất an ninh trật tự, cũng như là cảnh sát giao thông phải phân luồng cho bà con đi theo thầy mà phải đi nép vô lề và đi có trật tự. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mong quý vị khán giả tiếp tục theo dõi câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ. Cảm ơn tất cả quý bà con. Chúc một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.